quý vị đến với phần cuối cùng của bản tin Cà phê Sài Gòn sáng ngày 30 tháng 7. Kính thưa quý vị, chứng khoán Nhật Bản và đồng yên tăng mạnh sau khi ngân hàng trung ương BOJ quyết định nới lỏng tiền tệ bằng việc tăng cường mua vào các cổ phiếu quỹ ETF. Tại các thị trường còn lại thì giao dịch không mấy sôi nổi và đóng cửa ở mức bằng hoặc thấp hơn so với phiên trước. Chỉ số Nikkei của Nhật Bản sau một hồi dàn co thì đã đóng cửa tăng 0,56%. Trong khi đó, các chỉ số AIS 200 của Úc tăng 0,1%, Kospi của Hàn Quốc giảm 0,24% và sáng 2 của Trung Quốc giảm 0,5%. Tại Trung Quốc, hai thị trường Hồng Kông và Thẩm Quyến cũng đã giảm điểm lần lượt là 0,94% và 0,52%. Trên thị trường Nhật Bản, cổ phiếu của tập đoàn tài chính Nomura đóng cửa tăng 12,54% sau khi có thông tin của tập đoàn mua lại 45 tỷ yên cổ phiếu của chính mình, tương ứng 2,6%. Chung với đó là cổ phiếu của Sony là tăng 2,82% sau khi công bố kết quả kinh doanh quý. Về diễn biến giá dầu tại thị trường châu Á, giá dầu Brent giao tương lai giảm 0,47%, còn 42,5 đô la Mỹ một thùng. Trong khi dầu thô Mỹ giao tương lai giảm 0,51%, còn 40,93 đô la Mỹ một thùng. làn sóng bài trừ người tị nạn sau hàng loạt vụ tấn công khủng bố ở châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel vẫn cho biết bà sẽ không thay đổi quan điểm về việc Berlin sẵn sàng tiếp nhận người tị nạn. Thủ tướng Đức Angela Merkel cho biết những cuộc tấn công đẫm máu chỉ trong vòng một tuần đã gây sốc cho nước Đức, nhưng đây không phải là dấu hiệu cho thấy giới chức trách nước này đã mất kiểm soát. Bà nhấn mạnh những kẻ tấn công muốn làm suy yếu ý thức cộng đồng và gây ra nỗi sợ hãi trong xã hội. Cái vụ tấn công đã tạo ra nỗi bất an, mọi người sợ hãi, điều đó là tất nhiên. Nhưng tôi tin nỗi sợ hãi không thể là nền tảng của một hành động chính trị. Đây là nhiệm vụ và thách thức lịch sử của chúng ta trong thời kỳ toàn cầu hóa. Chúng ta sẽ đạt được điều đó như những gì chúng ta đã đạt được trong vòng 11 tháng qua. Ba trong bốn vụ tấn công tại Đức gần đây đều do người tị nạn gây ra, khiến ít nhất 13 người chết và hàng chục người bị thương. Trong khi phần lớn tầng lớp chính trị Đức kêu gọi bình tĩnh, thì các đảng đối lập và thành phần bất đồng từ trong đảng Bảo thủ của bà Merkel đã cáo buộc bà đưa nước Đức vào tình trạng rủi ro không thể kiểm soát. Đáp lại, bà đề xuất một số biện pháp mới để cải thiện an ninh, bao gồm đào tạo quân đội để đối phó với các cuộc tấn công lớn, thúc đẩy hợp tác tình báo với các nước đồng minh và tăng tốc trục xuất người tị nạn bị từ chối nhập cư. Từ năm 2015, bà Merkel đã quyết định mở biên giới để 1,1 triệu người di cư và tị nạn đến Đức. Kính thưa quý vị, chính phủ Ý mới đây đã phát động một chiến dịch có tổng kinh phí lên đến 1,5 triệu euro nhằm kêu gọi những người dân nhập cư từ châu Phi phải cẩn trọng trước mọi nguy hiểm rình rập trên hành trình tìm kiếm cuộc sống mới tại châu Âu. Chiến dịch có tên gọi Aware Marines được phát động rộng khắp trên tất cả các phương tiện truyền thông của Ý, từ Internet, TV, radio đến mạng xã hội. Với tổng kinh phí đầu tư lên đến 1,5 triệu euro, tương đương sắp xỉ 1,66 triệu đô la Mỹ, chiến dịch hướng đến cộng đồng di dân của 15 quốc gia từ Tây và Bắc Phi, những người đã làm nên làn sóng di cư ồ ạt đến châu Âu để theo đuổi giấc mơ tìm kiếm cuộc sống mới và chia tay cái mà họ gọi là cư ác mộng tại lục địa đen. Tuy nhiên, chính họ đã trở thành nạn nhân của những đường dây buôn người trái phép và làm miếng mồi ngon cho tội phạm. Theo thống kê của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn, tính từ năm 2014 đến nay, hơn 10.000 người đã chết hoặc mất tích trên hành trình vượt biển đến châu Âu. Riêng Ý chỉ tính riêng trong nửa đầu năm nay, nước này đã đón gần 71.000 người di cư. Chính phủ Ý nhận định đây chính là những đối tượng cần được nâng cao nhận thức cao nhất để tự bảo vệ mình khỏi những nguy hiểm có thể đối mặt khi chinh phục giấc mơ châu Âu. Cơ quan khí tượng của Liên hiệp quốc vừa cho biết, hiện tượng thời tiết cực đoan El Nino được cho là mạnh nhất từ trước đến nay đã chấm dứt, nhưng nối tiếp sau đó sẽ là hiện tượng trái ngược La Nina. Theo quan sát của Tổ chức Khí tượng Thế giới WMO, thì những chỉ báo khí tượng cho thấy hiện tượng thời tiết cực đoan lên đến đỉnh điểm hồi đầu năm nay đã dần hạ nhiệt trong tháng 6 và tháng 7. Đợt El Nino này được cho là dài nhất trong lịch sử khi kéo dài nhiều năm nay, ảnh hưởng đến lượng mưa hàng năm, gây ra hạn hán ở vùng này và lũ lụt ở vùng khác. Thế nhưng nối tiếp ngay sau El Nino sẽ là hiện tượng thời tiết cực đoan khác là La Nina. WMO ghi nhận xuất hiện La Nina ở Thái Bình Dương. Đây là hiện tượng làm tăng lượng mưa, gây ra bão và tuyết ở toàn cầu. Báo cáo của WMO cho biết La Nina sẽ mạnh dần trong quý 3 năm nay, nhưng tác động sẽ không nặng nề như được La Nina hồi năm 2010-2011. 6 tháng đầu năm nay được cho là 6 tháng nóng nhất trong lịch sử. 60 triệu người đã phải cần đến viện trợ khẩn cấp nghiêm trọng nhất là ở châu Phi. Các chuyên gia dự báo dù La Nina xuất hiện cuối năm có thể làm giảm nhiệt độ trung bình, nhưng với độ nóng của trái đất trong 6 tháng, năm 2016 vẫn sẽ là năm nóng nhất từ trước đến nay. Trung tâm nghiên cứu y sinh Brazil đã bước vào giai đoạn thử nghiệm vaccine phòng chống Zika trên động vật. Kế hoạch này có sự tham gia của Cơ quan Thẩm quyền Phát triển và Nghiên cứu sinh y học tiên tiến của Mỹ. Các chuyên gia đã nghiên cứu quá trình tiến hóa, hoạt động và khả năng bất hoạt của virus Zika và hiện nay tập trung chủ yếu vào giai đoạn miễn dịch của virus trên chuột. Họ đã gửi 3 triệu đô la Mỹ để chúng tôi bắt đầu dự án này bằng cách nuôi cấy virus vào động vật và theo dõi liệu những loại động vật này có sản sinh ra loại chất kháng virus Zika nào hay không. Chúng tôi bắt đầu với động vật gặm nhấm. Chúng tôi đang ở giai đoạn 2 thử nghiệm vaccine trên động vật linh trưởng. Hy vọng rằng chúng tôi sẽ sớm bắt đầu giai đoạn thử nghiệm lâm sàng trên người. Dự kiến các thử nghiệm lâm sàng trên người sẽ được tiến hành vào cuối năm 2017. Chính quyền Brazil cho biết, so với thời kỳ đầu của dịch Zika, số ca nhiễm mới đã giảm 90%. Tổ chức Y tế Thế giới và WHO cho biết, sẽ chi tiền được đóng góp từ các nước khác và các tổ chức tư nhân để mở rộng sản xuất vaccine tại Brazil. Chính phủ Brazil cũng công bố rằng sẽ đầu tư 2,41 triệu đô la Mỹ cho chương trình nghiên cứu. Kính thưa quý vị, kết thúc quý 2 năm nay, thì Samsung vẫn tiếp tục thống trị thị trường điện thoại thông minh trên toàn cầu. Đáng chú ý, thì đại gia công nghệ Apple của Mỹ đang khó giữ được vị trí thứ hai khi ngày càng bị các đối thủ khác bám đuổi quyết liệt. Khảo sát mới đây của hãng nghiên cứu IDC cho biết, tính riêng trong quý 2 năm nay, lượng smartphone tiêu thụ của tập đoàn Samsung đạt 77 triệu sản phẩm. Kết quả này cho thấy mức tăng trưởng 5,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, theo một bài khảo sát độc lập khác cũng do IDC thực hiện, thị phần hiện tại của Samsung đang dẫn đầu khi chiếm đến 22,8% và ngày càng nới rộng khoảng cách với Apple, vốn đang nắm giữ thị phần 11,8%. Các chuyên gia nghiên cứu nhận định Galaxy S7 và S7S ra đời từ tháng 3 qua được xem là ung ác chủ bài, đã đẩy doanh số lẫn thị phần của Samsung tăng vọt. Trong khi iPhone SE mà Apple tung ra thị trường lại không đạt được kết quả như kỳ vọng. Cuộc đua tại thị trường smartphone ngày càng trở nên gây cấn khi đại gia Apple đang khó là giữ lấy vị trí thứ hai của mình. Các đối thủ Trung Quốc như Huawei, Oppo và Vivo đang xếp ngay sau khi bấm đổi thị phần quyết liệt với đại gia của Mỹ. Đã 5 năm kể từ khi hãng sản xuất xe sang Bristol của Anh Quốc bị thâu tóm và phải bán tài sản để trả nợ, Thương hiệu này đã chính thức trở lại với mẫu xe cao cấp mới mang tên Bullet. Bristol là hãng sản xuất ô tô hạng sang của Anh Quốc từ năm 1916. Đến năm 2011, khó khăn tài chính buộc hãng này phải ngưng hoạt động, sa thải nhân viên và bán tài sản và trở thành thành viên của tập đoàn sản xuất công nghiệp Camcorp. Sau 5 năm vắng bóng, đến ngày 28 tháng 7, hãng này chính thức ra mắt 70 mẫu xe Bullet được sản xuất thủ công tại Chichester, miền Nam nước Anh với chất liệu sợi carbon. Bullet sử dụng động cơ hạt Win V8 của BMW có thể đạt được tốc độ tối đa 250 km h Đây là chiếc xe chứa dựng nhiều cảm xúc đối với chúng tôi. Nó đánh dấu kỷ niệm 70 năm thành lập công ty, và nó cũng sẽ viết nên chương tiếp theo trong lịch sử của Bristol. Bristol hiện tại hoạt động với cái tên Bristol Automovie Group, với cổ phần lớn nhất thuộc về tập đoàn Capcom. Chiếc bullet mới nhất này có giá 250.000 bản Anh và dự kiến sẽ đến tay người mua đầu tiên vào tháng 1 năm 2017.